21. Bèn lấy đồ đậy miệng giếng lại. Lúc ấy cả thành nước mưa đọc tràn xuống ao hồ sông suối. Dân chúng uống thứ nước ấy đều bị cuồng loạn như lần trước. Sáng hôm sau, nhà vua Lâm Triều thấy quần thần bá quan văn võ đều trần truồng, bùn đất dính khắp cơ thể, ngồi chầu hai bên. Chỉ có một người nhà vua vì không uống phải thứ nước độc ấy nên bình tĩnh sáng suốt. Mình mặc áo long bào, đầu đội mão cửu long, gắn đầy châu báu, ngồi trên long ỷ. Quần thần thấy vậy ngơ ngơ ngắc ngác, chỉ trỏ nói với nhau rằng: "Ô kìa, thằng khùng, nó làm cái gì mà dị hình dị tướng như vậy? Chắc là nó điên. Nó quấn lấy cái gì cùng mình chẳng giống ai. Chúng ta hãy lên hỏi tội nó coi." Nhà vua nghe quần thần bàn tán với nhau như vậy sợ hãi, liền nói rằng: "Khoan, ta có thứ thuốc hay có thể trị được bệnh này, các ông hãy chờ ta một chút. Ta đi lấy ngay thuốc đem ra ngay đây." Nhà vua trở vào cung trút bỏ y phục trần truồng, giống như bọn quần thần rồi lấy đất bùn trét lên mình mặc rồi trở ra. Bọn người thấy thế vui mừng hớn hở, cho rằng ông ta đã hết điên. Giống y như mình, trở qua 7 ngày chất độc tan hết, mọi người đều tỉnh lại, thấy mình trần truồng lấy làm xấu hổ. Về nhà mặc quần áo rồi Lâm Triều dâng khi ấy nhà vua lại ngồi trần truồng trên long ỷ, đầy bình đất cát nhơ nhớp. Quần thần ngó thấy kinh ngạc nói rằng: "Đại vương là bậc đa mưu trí tuệ, tại sao cuồng loạn như vậy?" Nhà vua nói: "Tâm ta thường vắng lặng, không biến đổi. Chính các ông bị cuồng loạn mà cho là ta cuồng loạn." Đấng Thế Tôn cũng là như vậy, chúng sanh bị màn vô minh làm mê mờ, cuồng loạn. Nếu nghe bậc đại thánh trí giảng thuyết về các pháp bất sanh bất diệt, nhất tướng không tướng, thì cho đó là lời cuồng loạn. Bởi vậy Như Lai tùy theo chúng sanh mà phương tiện, nói thiện bất thiện, hữu vi vô vi vậy. Giới đức không lửa nào có thể ví được với lửa tham dục, không có. Có ngục tù nào có thể ví được với ngục tù của sự oán hờn? Không mối ràng buộc nào có thể ví được
với sự rối loạn của tâm trí. Không đau khổ nào giống như sự đau khổ của loài người. Nhưng chẳng có hạnh phúc nào lớn bằng sự an định của tâm trí. Chuyện chàng bốn vợ. Một chàng kia có bốn bà vợ. Bà thứ nhất được chồng mến yêu, đi đứng nằm ngồi làm lụng không rời nửa bước. Ăn uống áo quần thường được chồng lo cho, trước hết lạnh nóng đối khác, xem sóc tùy thời, chiều theo ý muốn, chẳng bao giờ cùng nhau lo tiếng. Bà thứ hai đi đứng nói năng thường ở hai bên tả hữu, chồng gặp thì vui, xa chút thì buồn. Bà thứ ba thỉnh thoảng năm khi mùi quả, khi cùng cực thiếu thốn, mới được anh chồng nghĩ đến. Bà thứ tư hẩm hiu hơn hết. Bà thứ tư hẩm hiu hơn hết, bị chồng say bỏ đủ chuyện, phục dịch đủ điều, nhưng chẳng bao giờ thèm hỏi đến. Một ngày kia, anh chồng hấp hối kêu bà vợ thứ nhất vô bảo: người phải đi theo ta. Bà thứ nhất trả lời: tôi không thể theo anh. Anh chồng nổi sùng hỏi: ta vốn yêu mi nhất, thường cưng chiều ngươi đủ thứ, tại sao chẳng chịu theo nhau? Bà vợ này đáp: anh tuy có lòng yêu mến tôi thật, nhưng tôi không thể đi. Anh chồng bèn kêu bà thứ hai đến bảo: mình đi theo tôi nhé. Bà này đáp: anh yêu mến chị cả, sao không bắt chị ấy đi? Tôi đâu có đi theo anh được. Anh chồng bèn nạt nộ: ngày trước ta tìm mi thật là khổ sở, không thể là tả xiết, nào chịu lạnh chịu nóng, nhịn ăn nhịn tiêu mới giữ được mi, tại sao chẳng chịu đi theo ta? Bà hai vẫn đáp tỉnh bơ: bởi lòng anh tham dục mới tìm đến tôi, chớ tôi đâu có cần anh đâu. Này, tại sao lại đem việc gian khổ ấy mà buộc nhau làm gì? Quá ngao ngán, anh chồng bảo kêu đến là người vợ thứ ba mà rằng: mình nên đi theo tôi. Bà ba tuy tỏ ra lưu luyến, nhưng cũng chỉ khóc lóc mà nói: tôi với anh ơn nghĩa nặng lắm, nay đến phút cuối cùng tôi xin tiện anh đến ngoài thành mà thôi, không thể theo anh đi đến tận chỗ của anh ở được. Sau cùng anh chàng bốn vợ đành phải kêu đến bà vợ thứ tư: người thượng ngày bị chàng ta hất hủi mà bảo đi theo mình, chị vợ này bảo chồng: tôi đã đi xa cha mẹ tôi đi theo hầu hạ anh, thì việc sống chết vui khổ phải có mặt với nhau. Giờ đây tôi xin theo anh
đi cho đến nơi đến chốn. Bà vợ trên là bốn thí dụ. Bà thứ nhất dụ cho thân xác con người, người đời ai nấy ưa mến xác thân của mình, nhưng anh chồng kia mê bà nhất. Nhưng đến khi chết, nằm trơ nơi đất, nào chịu đi theo? Bà hai, dụ cho của cải tiền bạc, khi được thì vui, chẳng được thì buồn. Nhưng đến lúc chết, của cải lại hoàn trả cho đời, nào chịu đi theo? Bà ba, dụ cho cha mẹ, vợ con, tôi tớ, bạn hữu, sanh thời ấy ân nghĩa, tình ái, cùng nhau tưởng mến. Nhưng khi chết, dù cho họ có khóc lóc than van, cũng chỉ tiễn đưa được nhau tới nghĩa địa mà thôi. Rồi ai về nhà nấy, thương nhớ, có lâu lắm cũng chẳng qua 10 ngày là lại ăn uống cười nói mà dần quên người chết. Bà Tư dụ cho tâm ý của con người trong thiên hạ. Ai mà không có thứ tự ái, bảo thủ ý mình, buông thả tâm lý, tâm dục giận dữ, chẳng tin chứng. Đến khi chết, chỉ có tâm ý là chịu đi theo, để phải đọa vào ác đạo. Cho nên phải săn sóc tâm ý bằng cách luôn luôn nhớ tới nó mà thắng tâm chánh ý. Báo Bát Nhã. Tâm như nhà họa sĩ vẽ các tranh ảnh. Tâm như người nô lệ bị các món phiền não sai khiến. Tâm như vị quốc vương làm mọi việc tự tại. Tâm như bọn giặc cướp khiến tự thân chịu đau khổ. Chú tiểu hiền triết, thở Phật Ca Diếp còn tại thế, ngài có một tăng đoàn gồm là 200.000 tỳ kheo. Đã diệt tận gốc lậu hoặc, mỗi khi du hóa một nơi nào, tất cả chúng tỳ kheo ấy đều theo sau Phật Ca Diếp. Cũng như 1.250 tỳ kheo thường đi cùng với Đức Bổn Sư Thích Ca của chúng ta. Một hôm, Phật Ca Diếp và tăng chúng của ngài đi đến thành Ba La Nại. Dân chúng đua nhau đến đảnh lễ cúng dường và nghe ngài thuyết pháp. Sau khi thọ thực xong, Phật nói lời tỳ hỷ công đức như sau: Này các cư sĩ, trong thế gian có bốn hạng người, thế nào là bốn? Một là những người tự mình làm phước bố thí, nhưng không khuyến khích kẻ khác làm. Hạng người này trong tương lai được giàu có, nhưng không được nhiều người theo. Hai là những người khuyên kẻ khác bố thí, nhưng tự mình không bố thí. Hạng người này đời sau
có phước báo, được đông người theo. Nhưng không có của cải. Ba là những người tự mình không bố thí, cũng không phi người bố thí. Hạng người này đời sau không có của cải, cũng không có người theo, phải sống cô độc, ăn cơm thừa của kẻ khác. Bốn là hạng người tự bố thí, vừa phiên người bố thí. Hạng người này trong tương lai sẽ được cả phước báo, giàu có và đông người theo. Khi nghe thế, có người khởi lên ý nghĩ: ta làm sao để được hai phước báo ấy? Rồi vị ấy đến đảnh lễ Phật, bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài đến thọ thực làng của con vào ngày mai, để chúng con được phước cúng dường. Phật Ca Diếp hỏi lại: người muốn cúng dường bao nhiêu vị tỳ kheo? Bạch Đức Thế Tôn: tăng chúng của Ngài gồm bao nhiêu? 20.000. Bạch Đức Thế Tôn: ngày mai xin Ngài đem tất cả tỳ kheo đến. Đức Phật nhận lời, cầm một mảnh bối diệp xưa dùng lá cây để viết, chưa có giấy. Trở về làng, người kia đi từng nhà khuyên sửa soạn cúng dường Phật. Và chúng tăng tùy khả năng của mỗi gia đình, có nhà tình nguyện cúng dường 500 vị, nhà 200 vị, nhà 100 vị, nhà 50 vị. Người kia đều ghi dấu vào lá bối để hôm sau thỉnh đúng số tỳ kheo đến từng nhà. Trong làng có một gia đình rất nghèo, đến nỗi ông chủ được mệnh danh là ông chúa nghèo. Người kia cũng không quên ghé vào nhà của chúa nghèo để tạo phước cho anh ta. Khi chúa nghèo nghe người kia muốn mình cúng dường chúng tỳ kheo thì giật bắn người lên: ô bạn ơi, bạn coi nhà cửa của tôi đây, có một chỗ ngồi nào đâu mà cúng dường. Làm sao tôi cúng dường gì được? Tôi có đồng xu nào đâu. Hãy đến những nhà cao cửa rộng kia đi. Này bạn, không phải chính vì vậy bạn mới nên có cơ hội này mà gieo giống phước báo. Vì sao bạn phải nghèo? Phải chăng bạn chưa từng giúp ai một chút gì cả? Được, vậy thì xin bạn ghi cho tôi cúng dường một vị tỳ kheo. Người kia bằng lòng nhưng không ghi vào lá vì y nghĩ rằng một vị thì quá ít. Chẳng cần chi làm gì, y tự giả tiếp tục đi khổ phổ phiến. Chúa nghèo gọi vợ ra cho hay ý định cúng dường vị tỳ kheo của mình và đề nghị với vợ cùng đi làm mướn để đủ tiền sắm sửa các thứ. Người vợ bằng lòng và cả hai cùng đi đến một nhà ông phú hộ. Nhà này sẵn sàng
mướn hai vợ chồng làm việc một buổi chiều hôm ấy để chuẩn bị cho việc cúng dường hôm sau. Họ mướn chú nghèo giả gạo, còn bà vợ thì gánh nước. Hai vợ chồng làm việc rất hăng hái, nét hông quang lộ hẳn trên gương mặt. Đến nỗi chủ nhà hỏi nguyên do. Khi được biết họ làm mướn để có tiền mua thực phẩm cúng dường một vị tỳ kheo, phú ông cảm khái trả công gấp bội. Với số tiền nhận được, họ mua ít gạo thơm, hảo hạng, trái cây quý và ít đồ vặt vãn để nấu nướng. Sáng hôm sau, chú nghèo dậy sớm đi hái rau bên bờ sông về cho vợ làm thức ăn. Một người đánh cá hỏi, chú nghèo hái rau làm gì sớm thế? Tôi hái rau để cúng dường một vị tỳ kheo. Thế à, vậy nào ăn rau của chú nghèo, cúng dường chắc là hên lắm đó. Làm hộ tôi việc này được chăng? Đây, tôi có mấy sâu cá đỏ, chú nghèo đi bán giùm tôi. Tôi bận coi lưới, mỗi sâu 2 đồng được. Chú nghèo xách cá đi bán một chốc đã hết. Về nhà, nào cũng đang cần thức ăn để cúng dường. Khi trở về giao tiền cho chủ nhà, chú nghèo từ giã. Thôi, tôi về đây, sắp tới giờ cúng dường rồi. Này chú nghèo, tặng chú nghèo sâu cá đỏ đây, về mà nấu. Cảm ơn lắm. Chú nghèo sung sướng xách cá rau đem về cho vợ. Khi ấy, từ trong tịnh xá của ngài, Phật Ca Diếp đã biết được một người nghèo đang thành tâm sửa soạn cúng dường một vị tỳ kheo. Ngài cũng biết được rằng tất cả chúng tỳ kheo đã được sắp đặt vào 37. Mỗi nhà sẽ cúng dường một số tỳ kheo. Duy chỉ có nhà chú nghèo thì bị bỏ quên vì chú nghèo chỉ cúng có một vị. Người phổ phiến quên ghi vào lá. Do đó mà y đã không chừa một người nào cho chú nghèo. Vậy chỉ còn ta để cho chú nghèo gieo ruộng phước. Phật nghĩ thế và ngài lấy làm hoan hỷ. Vì Phật vốn thương người, thương những người nghèo cùng. Vừa khi ngài có ý định như vậy, thì vua trời Đế Thích cảm thấy chiếc ngai vàng. Đang ngồi rung mạnh. Còn chuyện gì thế? Vua trời ngẫm nghĩ và biết chính tấm lòng thành khẩn của chú nghèo ở dưới thế gian đã làm chấn động đến chư thiên. Ta phải giúp chú nghèo một tay để sửa soạn món ăn cúng dường Phật. Đế Thích cùng với vợ rời thiên cung bay xuống quá làm hai vợ chồng nghèo đang tìm việc làm. Đến gần nhà của chú nghèo, Đế Thích hỏi:
có việc gì làm không? Cho chúng tôi làm với. Ông lão ơi, chúng tôi có nhiều việc lắm. Nhưng thú thật là chúng tôi không có tiền để trả công cho ông lão. Bạn làm gì thế? Chúng tôi làm thức ăn cúng dường một vị là tỳ kheo. Vị phước ấy thì tôi cũng muốn hùng. Tôi không cần phải trả công đâu. Tốt lắm. Vậy, lão hãy giúp tôi, giúp chúng tôi đi. Xin vâng. Rồi hai vợ chồng Đế Thích bước vào nhà. Đế Thích bảo: bây giờ để chúng tôi làm thức ăn cho. Bạn hãy đi thỉnh vị tỳ kheo của bạn đi. Chú nghèo đi đến vị phổ phiến hôm qua. Y bảo: ồ bạn, tôi quên bạn. Không còn vị tỳ kheo nào cho bạn thỉnh. Vì tất cả đều nhận lời của các nhà khác hết rồi. Không thể nào tả được nỗi tuyệt vọng lớn lao của chú nghèo lúc ấy. Chú nghèo đấm ngực, lăn ra mà khóc. Trời đất ơi, bạn hại tôi rồi. Suốt hôm nay, chúng tôi làm việc là tối mắt tắt đèn để chờ đợi bà bữa trưa. Nay cúng dường một vị tỳ kheo. Vậy mà bây giờ bạn bảo là không còn vị nào. Bạn phải cho tôi một vị tỳ kheo. Không thì tôi chết mất. Quần chúng bu lại xem đông, người kia bối rối năn nỉ. Này chú nghèo, xin chú nghèo đừng làm tội tôi nữa chứ. Tôi lỡ đi mà. Chú nghèo tha cho tôi đi. Không biết phải cho tôi một vị tỳ kheo. Túng quá, người kia đánh bạo đề nghị. Tôi bày cho cách này, đấng đạo sư chưa nhận lời mời của ai hết. Vì Đức Đông, vua chúa đại thần đều muốn thỉnh ngài. Vậy bạn hãy đến thỉnh ngài đi. Ngài đức thương người, những kẻ nghèo chắc ngài sẽ nhận lời của bạn đấy. Đi đi. Ngài đang ngồi trong tịnh xá nói pháp cho các bậc thương khác. Chú nghèo nghe lời, đứng lên đi vua. Và đình thần đang nghe pháp thấy chú nghèo tiến tới thì ngăn lại, vì họ tưởng chú nghèo đến xin đồ ăn thừa. Chú nghèo chưa đến giờ ăn đâu. Tôi biết, tôi đi thỉnh Phật về nhà tôi thọ trai mà. Đức Phật mỉm cười, chìa cái bình bát ngày ra, chào cho chú nghèo một cách thân mật. Chú nghèo ôm lấy bình bát của Phật vào lòng, mặt mày hớn hở như đứa bé vừa được kẹo. Các ông hoàng và đại thần chạy theo đề nghị. Chú nghèo hãy nhường cái bát ấy cho ta, cúng thức ăn cho Phật. Ta sẽ cho chú nghèo
1.000 đồng. Không bao giờ tôi nhường ai cái bát này. Dù có đổi bạc triệu, chú nghèo trân trọng ôm bình bát của Phật về nhà. Để bày thức ăn, vua đang ngồi gần Phật ngẫm nghĩ. Lão chú nghèo chắc chẳng có gì ngon lành mà cúng dường Đức Thế Tôn. Chi bằng ta sắm sẵn các thức ăn ngon, thượng vị đựng trong một cái bình bát khác. Chờ khi chú nghèo dâng lên Phật, ta sẽ đổi thức ăn của ta cho Phật dùng. Đến giờ thọ thực, Phật Ca Diếp đến nhà chú nghèo. Vua đi theo với ý định như trên. Nhưng khi Phật vào nhà chú nghèo để thuyết quá trang, để dâng Phật một bát đầy thức ăn mùi thơm bay khắp không gian, vua bẽn lẽn cáo từ Phật trở về. Do phước báo cúng dường Phật Ca Diếp, chúa nghèo mà tìm được Minh Không. Minh Không thấy sứ giả đến triệu mình, mới thổi một nồi cơm cho bọn chèo thuyền cùng ăn. Sứ giả nói rằng bọn chèo thuyền đông lắm, có một niêu cơm, còn thế kia thì ăn làm sao? Minh Không nói, hãy cứ ăn đi, lúc nào thiếu sẽ hay. Minh Không mới xay dở cơm ra gá, còn càng dở càng nhiều. Hàng mấy trăm người ăn mà vẫn không hết. Chúng cùng ngạc nhiên, lấy làm lạ. Đến lúc ăn xong, Minh Không bảo các quân chèo thuyền rằng, các anh hãy ngủ đi một lát, để lúc nào có nước chảy, thủy triều lên sẽ đi. Chúng nghe lời nằm ngủ cả trong thuyền. Một lát tỉnh dậy thì thuyền đã được đến kinh đô rồi. Ai nấy đều mừng rỡ. Minh Không đến kinh. Các thầy thuốc cùng các phù thủy đang túc trực ở trên điện. Mỗi người dùng một cách chữa bệnh cho vua mà vẫn chưa thấy. Ý kiến là hiệu lực nào? Trông thấy Minh Không đến,